Em test nhanh cặp loa Sony G4 rất là đẹp mà, để gửi vào Tiền Giang cho anh em. Rất là đẹp, gọi là giá hợp lý. Trong đợt này giá có 6 triệu rưỡi thôi. Cặp này các bác nhé, Sony G4 này. Nó có cả G3, G4, này, G5, này, G7, này, G9 này. Đây là cặp G4 rất đẹp nhé. Đấy, tép này, chung này, bát này. Bát con này gần zin nhé các bác nhé. Đấy, gần zin. Gửi vào trong Tiền Giang cho các bác. Đây là chung, tép, hai tinh chỉnh. Mặt coro còn rất đẹp. Hành quách còn rất là đẹp luôn. Tí sẽ đóng xốp và gửi cho các bác. Quay trước cho anh em đã. Ra cái thương hiệu này thì nó không được như JBL hoặc là Pioneer. Bù lại thì với cái chất tiếng rất là tốt, và quan trọng là cái tầm giá. Cấu hình này mà sang Pioneer hoặc JBL thì nó lại trên dưới chục triệu, trong khi em này còn 6 triệu rưỡi thôi. Rất dễ chơi và dễ tiếp cận. Gửi vào Tiền Giang nhé, em sẽ gửi vào Tiền Giang. Phục vụ các bác. Đấy. Em tiếp tục về được thêm cả dòng loa vỏ sơn mài nhé. Piano này, 2 triệu rưỡi này. Rồi siêu phẩm Piano V12. Tí em cứ làm clip cho nó nhé. Quá bận quá chưa làm được. Sony G4 anh em nhé. Rồi, test nhanh tí thôi, xong em còn chuyển cho nó kịp chuyển xe.